Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Tae Yong Shin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc COIMA. Tại buổi làm việc, ông Tae Yong Shin cho biết COIMA có hơn 8.000 công ty thành viên. Hiện nay các mặt hàng Hàn Quốc nhập khẩu chủ yếu từ Việt Nam là nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, ngoài những mặt hàng truyền thống, các doanh nghiệp của COIMA rất mong muốn tăng cường nhập khẩu, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để sản xuất, xuất khẩu ra thị trường thế giới các mặt hàng công nghiệp như sản phẩm hóa chất, chế phẩm nhôm từ Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những hoạt động hiệu quả của COIMA trong thời gian vừa qua và khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam thông qua Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet luôn sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội để nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động, đóng góp vào sự phát triển quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Thứ trưởng cũng đề nghị COIMA chủ động trong việc tăng cường nhập khẩu hàng Việt Nam để góp phần làm cân bằng cán cân thương mại, giảm thâm hụt của Việt Nam trong quan hệ thương mại song phương với Hàn Quốc.